We need as much time as
possible. Okay? Chẳng vậy là tôn chúng mình chân chữ lỡ, là tôn chúng mình thám bác dương ai bỏ bàn thì mình về với ai bỏ bàn thì okay? Và sẽ tôn chúng mình là chi phí. We need us. Nè, đặt mà đi mà đó. We need us. We need nah, we need us. Us. We need again. We need us car. Car. As possible đại. Hiểu đấy? Chắc dân trai ca lan môi trường luôn. Chúng ta dân trai ca lan môi trường mời mình luôn. Đại dân ác. Kêu cả ba mình gọi là dân ác. Dù về phạm đạp bàn. Ok? Và chắc khang nó mới cứ dùng cái plural đó. Cho ta mới trường luôn môi trường S. Chắc mới trường luôn thì dân ác có bỏ bàn. Ok? Tọc. Sẽ tốn chứ môi này mời môi này hình tiết. Đại cho mình cho bạn này là đọc nghĩa. Sẽ tốn chứ môi này as much. As many can be used without a following noun. Chúng ta nói sao vậy? Mình nói ra chỉ muốn cao cao ra as được as much chỉ muốn as many nữa. Dương ai nâng vượt bán nữa. Để dương ai cũng ra bán. Đòi khuyên ca ăn được quá. Tôi có đòi khuyên ca đào tàng nói niêm của bạn này. Ok? Bạn đối với lời example thì muốn thì phí. I ate as much as I want. Chẳng xua ra cả lại cái thứ kia mới thở ca following now nè. Mới thở mơ mơ bị dụng, mới thở ca following now nè. Vì ông nên ca following now đồng tình. Vì ông nên thở ca from now nè cả hai gì. Vì ông nên story ra đàn thờ. Vì ông nên thở ca now nè cả hai gì. Want, kia mới chia cái giá sạc. Mới lại kia mới chỉ work. Trong cái mình thử cái nào như thế. Ok. Mình đặt ha. I ate as much as I table trong mẹ này. As food mẹ này. Dương dương phí. Nên là dương follow với cái mùi đó. Ăn without nào. Miền nào mà. Cái tốt của mình anh em xem câu thị phí. Can I borrow some books? Can I borrow some books? Chắc dơ mình vậy. Yes, as many as you like. Chia chùm luôn muốn để dân cho toàn vô tới. Ta mà mày để dân tới trời càng. Chứ còn ta mà mày đến chỗ. Được chật. Tức cái gì mà can I borrow some books? Thì là S. Dân vậy xong trên phơi cái chồng. Còn phải đến kia vậy là yes. Vâng. Tức là anh cho ta là nhà anh cho tới. Chắc chứ chùm luôn muốn để dân anh em rõ. Nên rõ bàn. Ok. Yes, did you get it guys? Dương bơi mới to để dương vô cho mọi người ta này. Mình chắc cứ lấy đến á. Nhưng mình chẳng là chắc chúng ta là phiên bản 2 nhé. Mình chắc trong phần không tha. Chẳng là chúng ta phiên bản 2. Chúng ta phần bản 2 nhé. Mình không khai đi. Vì ai chịu một cái video mua. Để ai chui từ đó nè. Để con mình khoa tháp. Thì mình cao pra sao. Đây là cái con. À việc lắp con là bán tờ giữa ai. Đó vì có con ai cho nên thì mình được nhóm bàn. Đòi nhóm phần 2 làm nế cứ vì chỉ một hệ cha chạy một hệ muôi nên chúng ta dân được một nhóm hai vì chỉ một hệ muôi để con cho là dạng tha hoặc là để con phơi đấy cứ chỉ ca chạy từ đây chúng ta có sơ với cổ chạy từ đây chúng ta này có tới cảnh just think that I do just do it for you and for myself also hai nhóm cho là nhà nước kết hai nếu quyết định nhóm kết là chạy từ đây chúng ta ngọc nhé nhóm có kết là quên là mấy tuần này đây. Mình chấm chấm xong ở đây là ngon nhé. Xong tất cả châu luôn. Đòi châu luôn là các click subscribe for all. Hai xong chui hai mỹ đáy. Lưu cổ xe cho tôi một nguyên liên lạc. Khi mang bản 2 nguyên ca bản 2 nơi cả mặt mua dịch luôn tại này là ngăn chọn chạy đến xong tất cả chạy đến đây. Hai dạng năm mấy xong chui là xe chỉ xa. Lưu cổ xong được chui là xe chi thì mày quan rồi biết. Lưu cổ đi mình đi tính tại top lượng ca về một nhóm tài này là ngăn chọn mà xong mặt nhầm. Và sao ta biết ổn muốn lúc tương nhiên ca sao cho một nhóm gì kia phải sai khác. Chắc là sao để nhóm kết thang. I just do it for you and for myself. Và sao để nhóm gì tại sao mà được sức. Vì ai chưa rồi được biết học nhiên môn để quan sát. Vì dành những thừa này vì quốc mỹ ca của một bạn. Chắc là mùi nhìn nhận được để nhóm phần 2. Chúng nhóm phần 2 dễ của mùi được sao là những tốt hay của mùi. Alright guys. So that's all for me. So thank you for watching my video. And see you in another video. Please comment and share to my video. So thank you guys.